chính, những người khởi kiện là bà Trần Thị Thu Thủy, người khởi kiện là trưởng công an huyện Sóc Sơn. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố phiên tòa sau đây tôi công bố quyết định đưa vụ án xét xử. Mời hội đồng xét xử ngồi xuống, mời người khởi kiện đứng lên. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được lập do Hàn Quốc ngày 22/2/2021 quyết định đưa vụ án hành chính phúc thẩm ra xét xử. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính phúc thẩm thụ lý số 46 ngày 7/12/2020 căn cứ điều 38, điều 221, điều 223 luật tố tụng hành chính quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án hành chính phúc thẩm thụ lý số 46 ngày 7/12/2020 giữa người khởi kiện là chị Trần Thị Thu Thủy sinh năm 1983 địa chỉ số 39 Phan Thiết, khu tái định cư Đồng Quýt, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Người bị kiện là trưởng công an huyện Sóc Sơn. Thời gian mở phiên tòa là 9 giờ ngày 3/3/2021. Địa điểm là khu xét xử thuộc trụ sở tòa án thành phố Hà Nội. Địa chỉ võ 1, xã Tân Bạch, huyện Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Những người tiến hành tố tụng thẩm phán chủ tọa phiên tòa bà Phạm Thị Mai, các thẩm phán bà Tô Thị Thủy và bà Mai Vân Anh và các thẩm phán dự quyết. Đại diện của cảnh sát là bà Nguyễn Thị Kim Thanh, kiểm sát viên, thư ký mạnh phiên tòa của bà Trương Thị Hoa và các thư ký sự quyết khác những người tham gia các tội khác. Ông yêu cầu thư ký báo cáo tình hình cụ thể để báo cáo các mặt có mặt và hội đồng xét xử những người được triệu tập tham gia phiên tòa hôm nay gồm có chị Trần Thị Thu Thủy có mặt tại phiên tòa, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị Trần Thị Thu Thủy là luật sư Lê Đình Kiều có mặt tại phiên tòa, trưởng công an huyện Sóc Sơn có đơn xin vắng mặt. Chị có điện thoại với thiết bị gì mà chị đang để trước mặt chị? Thưa với chị rằng khoản 2 điều 8 của hiến pháp. Khoản 2 điều 8 hiến pháp cho phép công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và giám sát các hoạt động của các cơ quan tổ chức. Đây là một cái phiên tòa liên quan trực tiếp đến tôi và liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của toàn bộ người dân Việt Nam. Vì thế, tôi yêu cầu được livestream trực tiếp tại cái phiên tòa này để cho tất cả người dân Việt Nam mà đang bị có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại được biết nội dung của phiên tòa cũng như là cách hành xử và xử án của tư pháp Việt Nam. Nên là tôi xin phép hội đồng xét xử cho tôi quay trực tiếp phiên tòa hôm nay. Thưa với chị rằng nội quy của phiên tòa nó sẽ dưới hiến pháp và luật cũng như các văn bản dưới luật chị ạ. Tôi là công dân và tôi chỉ có trách nhiệm tuân thủ hiến pháp và luật và tôi được làm những gì pháp luật không cấm. Vậy tôi nói cho chị nhé, tất cả những cái hoạt động mà chị muốn ghi âm, ghi hình hay là live stream phải được sự đồng ý của hội đồng xét xử. Còn nếu chị không được sự đồng ý của hội đồng xét xử yêu cầu chị dừng việc đó lại. Trước hết xin hội đồng xét xử của tôi có kiến chị Thủy là người đang có mang thai nên sức khỏe cũng không như lời bình thường nên hội đồng xét xử cho chị Thủy ngồi xin bày các đồng ý. Thế còn yêu cầu chị dừng tất cả cái việc mà live stream cũng như chị ngồi xuống và ghi âm ghi hình về cái việc mà phiên tòa hôm nay. Còn nếu như phiên tòa hôm nay phải mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chị và không công bằng về vấn đề gì thì chị có quyền khiếu nại nhé. Tí nữa cái phần mà quyền được cái của chị thưa chị, phổ biến với chị. Còn cái việc mà chị thực hiện cái hiến pháp thì trong phiên tòa hôm nay tôi không đồng ý cho chị làm. Thưa chị là nếu chị không đồng ý chị phải làm biên bản và chị phải làm văn bản, chị không thể nói như thế tại vì nó vi phạm quyền của tôi. Tôi là Trần Thị Thu Thủy sinh năm 1983, địa chỉ 39 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Thế còn có địa chỉ là Phan Mỹ? Đấy là địa chỉ tạm trú. Còn địa chỉ trên chứng minh thư chị hỏi địa chỉ nào? Chị đang tạm trú đâu?
Ở Phan Huyết. Đang ở Phan Huyết Đồng Quýt. Lộc An, Nam Định. Còn cái địa chỉ là chị vừa khai đây là tạm trú đúng không? Địa chỉ em vừa đọc là địa chỉ thường trú, hiện tại nhà em ở đấy. Còn chị muốn hắn hỏi em ở đâu thì hiện tại là em ghi ở trên chỗ cái đơn kháng cáo. Chị nhắc, lý do tôi sẽ nhắc lại đó thôi. Cái trả lời của chị này, cái yêu cầu của hội đồng xét xử. Trước khi trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử thì chị yêu hội đồng xét xử tôi như này như này. Vâng. Chị vậy nhá. Dạ. Thì sơ thẩm là chị đã biết rồi đúng không? Không, sơ thẩm không ai nhắc em. Mời người thứ hai là chị Thủy. Anh Việt đúng không? Đúng rồi. Anh hôm nay tại cái tòa này cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện đúng không? Đúng rồi. Chị trả lời, anh trả lời mà anh cũng đúng rồi, trả lời toàn những câu trục không? Mà anh ngồi xuống. Chị hỏi nếu không thì đúng rồi. Cũng mời anh ngồi xuống. Trả lời như vậy là hợp lý rồi. Tôi trả lời là tôi thưa tòa đúng rồi nhá, nhắc lại nghe như thế. Chị Thủy, chị trước tiên là chị mời cả luật sư Phạm Phúc của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Công tác thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ quyền lợi cho chị. Thì tại phiên tòa hôm nay thì chị có mời được không? Dạ không chị ạ. À không, thưa hội đồng xét xử là không ạ. Tại vì tôi liên hệ với luật sư thì luật sư bảo không hôm nay đấy, nhưng mà chị không thông tin lại nhưng mà không có ý kiến lại về cái việc mà có mời không. Đối với người đại diện thì Sóc Sơn không có mặt tại phiên tòa, cũng như người đại diện quyền của công ty điện thì không có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên là người đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì tại phiên tòa hôm nay bà đại diện cảnh sát có ý kiến về việc xử vắng mặt được không? Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện, thu hồi phần yêu cầu khởi kiện,
chấp nhận và bác bỏ một phần và yêu cầu phản đối, cũng như là yêu cầu người có quyền lợi liên quan đến người bị kiện. Đối với người bị kiện có mặt đây phổ biến quyền và nghĩa vụ, và đối với người bị kiện cũng như là người liên quan, để cho quyền của mình. Sau đây tôi giới thiệu thành phần hội đồng xét xử. Thành phần hội đồng xét xử tôi là Phạm Thị Mai, phó giám đốc của nội điều chỉnh tòa phiên tòa. Vị ngồi bên tay phải tôi là bà Mai Xuân Anh. Vị ngồi bên tay trái tôi là bà Tôn Thị Xuân Thủy, là hai thẩm phán của bà Hà Nội. Thư ký mạng phiên tòa là bà Trương Thị Hồng Mai. Tham gia phiên tòa là có bà Kim Thanh của giáo viên. Hỏi các đương sự là hỏi chị Đào, chị Thủy có ý kiến gì đối với thành phần hội đồng xét xử ngày hôm nay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử không ạ? Không có ý kiến gì không? Dạ. Sau đây tôi công bố lại cái nội dung vụ án đơn nhiệt quyết định sơ thẩm và nội dung tham khảo. Tại khi hôm nay tôi đã phổ biến rồi, tôi nhắc lại một lần nữa là chị Thủy dừng cái việc live stream cũng như là ghi âm chương trình tại phiên tòa hôm nay. Còn nếu như chị vi phạm, như cầu thư ký ghi bản phiên tòa, nếu như chị vi phạm thì chị sẽ chịu trách nhiệm. Vâng, thưa hội đồng xét xử là em xin chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi của em hôm nay. Vâng. Cái hình ảnh của chị là không có giá trị gì đối với cái việc mà làm chị. Đấy là chị nói. Về án phí thì chị Trần Thị Thủy phải nộp 300.000 đồng án phí, chị đã được trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp, và chị có quyền là kháng cáo theo quy định của pháp luật. Thì đấy là cái bản án sơ thẩm của tòa án huyện Sóc Sơn đã xét xử, nó có cái phần quyết định không có đưa như là ngày 8/10/2020 thì chị Thủy có đơn xin kháng cáo và yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại vụ án theo hướng là xác định tôi không có hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 10/3/2019. Trên cơ sở đó đã xác định quyết định tạm giữ con người theo hành chính số 02 ngày 15/3/2019 và quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính số 02 ngày 16/3/2019 là trái pháp luật, tuyên bố hủy bỏ các quyết định này, xác định của chị là không có hành vi gây rối cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức ngày 15/3/2019. Trên cơ sở đó xác định quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 111 ngày 16/3/2019 của trưởng công an huyện Sóc Sơn là trái pháp luật và tuyên bố hủy quyết định này.
Tiếp đó, xác định quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 262 ngày 27/5/2019 của chủ công an huyện Sóc Sơn đối với quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số 02. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính số 02 ngày 16/3/2019 quyết định xử phạt số 111 ngày 16/3 là không đúng pháp luật, trên cơ sở đó tuyên bố hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 262 ngày 27/5/2019 của Bộ Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi, đồng thời ra văn bản và chính thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về việc đã ban hành quyết định trái pháp luật trên. Đấy là cái yêu cầu kháng cáo của chị Thủy. Tại phiên tòa hôm nay, chị Thủy có giữ nguyên yêu cầu kháng cáo của mình không, hay có thay đổi gì không? Thưa hội đồng xét xử là không ạ? Tôi tuyên bố kết phần thủ tục chuyển sang phần tranh tụng tại phiên tòa. Thì sang phần tranh tụng tại phiên tòa thì người khởi kiện của người đại diện theo bị người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trình bày cái yêu cầu kháng cáo. Chị Thủy trình bày yêu cầu kháng cáo của mình là lý do chị kháng cáo. Xin phép được xét xử với cô Thủy được không? Nói cho chị. Tôi đồng xét xử vừa rồi phần thủ tục của đồng xét xử cũng đã chưa làm đúng tròn các cái bổn phận, các nghĩa vụ của luật. Ví dụ như là vấn đề hỏi về cái việc là có yêu cầu phổ biến các quyền nghĩa vụ khác không, hoặc là luật sư tức là tôi ấy, có yêu cầu phổ biến quyền nghĩa vụ không? Ở góc độ với tôi thì có thể tôi không cần, nhưng mà có một cái vấn đề rất là quan trọng mà nó xét xử là không đề cập đến, đây là sự vắng mặt của người bị kiện. Hội đồng xét xử chỉ hỏi ý kiến của vị đại diện người cảnh sát mà không hỏi ý kiến của người khởi kiện cũng như người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người khởi kiện, và chưa đảm bảo quyền lợi của người bị kiện. Do đó thì hội đồng xét xử bổ sung nội dung này. May một số cái trả lời luôn cho anh nhé. Trước khi kết thúc phần thủ tục phiên tòa cũng như là phần công bố những cái quyền về nghĩa vụ, phổ biến quyền về nghĩa vụ, thì tôi đã hỏi người đại diện người kháng cáo là chị Thủy có ý kiến gì không? Chị Thủy không có ý kiến gì. Không có ý kiến gì. Không có ý kiến gì về phần đó. Cho nên tôi tuyên bố kết thúc phần đó. Mời em xuống. Tôi đang xét xử vấn đề đó. Khi hỏi ý kiến thì phải hỏi ý kiến cả phần cái việc là sự của người bị kiện, cái đấy là nghĩa vụ của đồng xét xử. Mời anh ngồi xuống. Chị Thủy trình bày cái yêu cầu kháng cáo của chị và những lý do căn cứ để chị kháng cáo. Thưa chủ tọa phiên tòa, là tôi muốn kháng cáo toàn bộ cái bản án sơ thẩm, tại vì là trên cơ hiểu biết của tôi, trên cơ sở nhận thức của tôi về hiến pháp, luật và các văn bản giới luật, tạm gọi là các cái hệ thống quy phạm pháp luật của Việt Nam, thì tôi nhận rằng là cái phiên tòa sơ thẩm là thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hằng đã tuyên là hoàn toàn trái quy định của pháp luật, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Thế nên là tôi kháng toàn bộ cái bản án này, và tôi thứ nhất là tôi là một công dân, tôi có trách nhiệm phải là trên cơ sở là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì còn góp phần bảo vệ quyền cái hệ thống luật pháp của Việt Nam, cũng như là chung tay góp sức với lời công cuộc kêu gọi chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thế nên là trách nhiệm của tôi là phải tôi xác định là phải kháng cáo để đảm bảo rằng là những người thực thi pháp luật mà đại diện là tư pháp của Việt Nam phải làm theo đúng hiến pháp và pháp luật. Còn thứ hai là cái vấn đề mà người bị kiện
mà vắng mặt thì tôi chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, nhưng mà tôi muốn hỏi chủ tọa phiên tòa là nếu như người bị kiện mà vắng mặt thì tranh tụng với ai? Thì chúng tôi tranh tụng với ai ạ? Để biết rằng đúng hay sai. Cái việc mà khi nào chị không có quyền hỏi hội đồng xét xử, cái phần tranh tụng ấy là chị đưa ra những ý yêu cầu của chị, chị và cái việc mà cung cấp cái tài liệu chứng cứ liên quan đến cái việc thực hiện của chị thì đã có trong hồ sơ. Chúng tôi sẽ làm rõ cái yêu cầu của chị đối chiếu với quy định của pháp luật cũng như là cái lời khai của người bị kiện. Còn đối với việc người bị kiện vắng mặt hay người đại diện theo quyền của người bị kiện vắng mặt thì người ta có đơn cũng như là pháp luật quy định người ta có quyền vắng mặt. Người ta có quyền, tức là không thể bắt người ta lần thứ nhất, lần thứ hai người ta báo cho người ta không đến. Ví dụ như người ta không có đơn thì buộc quán hay thì quán. Nhưng người ta có đơn xin vắng mặt cho nên hội đồng xét xử đã tiến hành theo quy định nhá. Thế là chị trình bày tiếp mà anh đến chưa đi phần danh mà anh chị trình bày với những cái vấn đề mà chị kháng cáo gồm những cái gì gì. Thì có trình bày được không hay để nếu không trình bày được thì sẽ có ý kiến. Nếu chị không trình bày được thì chị có ý kiến là nhờ người bảo vệ quyền lợi thẩm phán nhắc lại. Chị trình bày những cái yêu cầu thẩm cáo của chị để hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét vấn đề gì. Nếu như chị không trả lời được thì chị cho thẩm quyền cho không người bảo vệ quyền lợi của chị trình bày. Thưa hội đồng xét xử là yêu cầu của tôi không đây rồi là yêu cầu là phải xử lại vụ án và xác định tôi không có hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Trên cơ sở đó xác định quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số 02 ngày 15 tháng 3 năm 2019, quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính số 02 ngày 16 tháng 3 năm 2019 là trái quy định của pháp luật và tuyên hủy hai cái quyết định này. Cái vấn đề thứ hai là xác định tôi không có thực hiện hành vi hành chính là gây rối cản trở hoạt động bình thường cơ quan tổ chức vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Trên cơ sở đó là xác định quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 111 ngày 16 tháng 3 năm 2019 của trưởng công an huyện Sóc Sơn là trái pháp luật và tuyên hủy quyết định này. Vấn đề thứ ba, nội dung kháng cáo thứ ba là xác định quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu số 262 ngày 27 tháng 5 năm 2019 của trưởng công an huyện Sóc Sơn đối với quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số 02 và quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ theo thủ tục hành chính số 02 ngày 16 và quyết định xử phạt hành chính số 111 ngày 16 là không đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở đó tuyên hủy quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 1 số 262 ngày 27 tháng 5 năm 2019 của trưởng công an huyện Sóc Sơn. Vấn đề thứ tư là buộc trưởng công an huyện Sóc Sơn tổ chức công khai xin lỗi, đồng thời ra các văn bản cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đã ban hành các quyết định trái luật trên. Vấn đề thứ năm là hủy hồ sơ lăn tay danh chỉ bản và chụp ảnh có sự chứng kiến của tôi. Đấy là năm vấn đề trong cái nội dung kháng cáo ạ. Dạ. Vâng. Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người kháng cáo có đầy đủ thân nhân. Có ý kiến gì đây? Thế sao anh giơ tay anh có kiến? Thưa đồng chí, như tôi đã có ý kiến, vấn đề giải thích quyền nghĩa vụ ở phần thủ tục phiên tòa với người khởi kiện thì người khởi kiện không có ý kiến gì. Và bản thân hội đồng xét xử chưa giải thích quyền và nghĩa vụ cho tôi cũng có thể không có ý kiến gì vì bản thân tôi hiểu cái quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên một cái vấn đề thiếu sót ở đây mà tôi đã đề nghị hội đồng xét xử bổ sung, đấy là về hỏi sự vắng mặt, hỏi ý kiến của người khởi kiện và người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện về sự vắng mặt của người khởi kiện. Đây là phần thủ tục về mặt nguyên tắc là phải hỏi, đấy là do đó hội đồng xét xử nên làm cái thủ tục này đảm bảo thì hoạt động xét xử nó đúng theo quy định của pháp luật. Tôi trả lời cho anh hiểu nha, cái phần anh đã hỏi đã có ý kiến hội đồng xét xử đã giải thích rồi nhá, đã có hỏi người khởi kiện người kháng cáo
có yêu cầu gì không, có đề nghị gì không, có về cái phần thủ tục người khởi kiện không có ý kiến gì nhá. Tại phiên tòa hôm nay nếu như anh cứ nhắc lại những vấn đề mà tòa hội đồng xét xử đã giải quyết rồi thì hội đồng xét xử sẽ không can nói những vấn đề đó nữa. Cái đấy là quyền của mời anh dừng tôi, mời anh dừng lại cái việc đó. Cái đấy là quyền của mời anh dừng lại. Tôi nói cái đấy là quyền của hội đồng xét xử. Còn cái vấn đề ở đây hội đồng xét xử chưa thực hiện, chưa hỏi đối với tôi và người thực hiện. Đấy là vi hội đồng xét xử là vi phạm và tôi góp ý hội đồng xét xử. Mời anh dừng lại cái việc đó. Anh nhớ những hội đồng xét xử không quay lại cái phần thủ tục và đã được hỏi người thực hiện, người báo cáo rồi. Mời anh dừng lại cái đó. Còn nếu như anh cứ cảnh cáo anh lần thứ nhất mà anh không dừng lại, tôi sẽ cảnh cáo lần thứ hai và lúc đó yêu cầu anh ra khỏi phòng xử án nhé. Mời anh ngồi xuống. Tôi tiếp tục trình bày. Ngoài cái phần mà tôi đã giải thích, cái bổ sung yêu cầu gì về cái việc báo cáo? Hội đồng xét xử, tôi đề nghị hội đồng xét xử nên tôn trọng pháp luật và thể hiện cái tính dân chủ của phiên tòa và không dùng những lời lẽ để đe dọa tôi. Không phải là